Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hữu Phỉ được phát sóng trở lại tại Việt Nam. Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh ra nước ngoài và trở nên nổi tiếng hơn ở trong nước. Hữu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh đóng cặp cùng Vương Nhất Bác vào tối nay 26 tháng 11 sẽ được phát sóng trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam vào khung giờ phim truyện lúc 19 giờ với tên là Chu Phỉ. Bộ phim Hữu Phỉ đã được phát sóng trực tuyến trên ứng dụng Tencent Video vào giai đoạn cuối năm 2020 đến đầu năm 2021 và gặt hái được nhiều thành công. Là bộ phim võ thuật cổ trang do Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, sau khi phát sóng đã được rất nhiều người yêu thích và săn đón. Nội dung phim Hữu Phỉ kể về giai đoạn Nam Bắc Triều chiến tranh loạn lạc. Nam Đao Lý Trưng vì muốn bảo vệ những nạn nhân vô tội trong chiến loạn mà lập nên một sơn trại ở vùng Hồ Tương, quy tụ 48 môn phái giang hồ. Sau khi Lý Trưng mất, con gái là Lý Cẩn Dung tiếp tục lý tưởng của cha mình. Bà thành hôn với Chu Dĩ Đường, đệ nhất quân sư Nam Triều và hạ sinh con gái Chu Phỉ. Về sau, trên hành trình rèn luyện bản thân, bảo vệ chính nghĩa, Chu Phỉ quen biết cùng Tạ Doãn, vượt qua hoạn nạn, nảy sinh tình cảm. Họ cùng nhau trưởng thành và viết nên một giai thoại danh chấn giang hồ. Trong phim Hữu Phỉ, nhân vật nữ chính Chu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, có nam chính Tạ Doãn do Vương Nhất Bác phụ trách. Dù là cặp đôi chị em chênh lệch nhau 10 tuổi ngoài đời thực, nhưng gương mặt trẻ trung và năng lực diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn thuyết phục người xem. Dù đóng cặp ăn ý trong phim và bộ phim cũng gặt hái được nhiều thành công, nhưng fan của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn. Nghiêm trọng nhất là vào tháng 9 vừa qua, câu lạc bộ fan của cả hai tấn công nhau khi có thông tin cả hai diễn viên tái hợp trong dự án phim Tăng Trưởng Cuồng Bạo và cơ hội tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cũng vì thế phải tiêu tán. Đặc biệt, cơ quan chức năng của chính quyền Trung Quốc đã phải cấm phát ngôn 15 ngày với phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh và thiệt hại cũng không nhỏ. Về sau, ekip Tăng Trưởng Cuồng Bạo phải đổi kế hoạch mới nam chính khác là Âu Hạo. Việc phát sóng lại Hữu Phỉ tại Việt Nam đã minh chứng cho sức hút của bộ phim võ thuật này, đồng thời cũng cho thấy sự lạnh lùng cao độ của Vương Nhất Bác và vẻ đẹp tuyệt vời của Triệu Lệ Dĩnh đã được cả trong nước và ngoài nước công nhận. Trong số đó, Vương Nhất Bác đóng vai Tạ Doãn, tính tình phóng khoáng, tuy ốm yếu nhưng hiền lành và nho nhã. Triệu Lệ Dĩnh đóng vai Chu Phỉ, võ công cao cường, ghen như hận. Hai người đồng thời từ quen nhau cùng trải qua bao hoạn nạn, tình yêu bén rễ, sống chết vì nhau và cuối cùng họ cùng sống với nhau thật ngọt ngào. Cốt truyện mượt mà, khiến người ta không muốn bỏ lỡ một tập nào, kết nối rất tốt, tình yêu thực sự rất ngọt. Bây giờ Hữu Phỉ được phát sóng tại Việt Nam, nó cũng thể hiện sức hấp dẫn độc đáo của bộ phim võ thuật cổ trang này của Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời cho phép phong cách võ thuật của Trung Quốc ra với thế giới. Fan của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác tại Việt Nam rất vui khi nghe tin phim của thần tượng lên sóng VTV2. Họ háo hức mong chờ, không giống như những gì fan hâm mộ Trung Quốc lo lắng. Họ sợ Triệu Lệ Dĩnh sang Việt Nam gặp cơn ác mộng như ở nước họ. Họ hoàn toàn ấu trĩ và sai lầm phải không các bạn? Khi mà áp đặt ý nghĩ của bọn tàu khựa đối với người Việt Nam chúng ta, mong rằng Chu Phỉ, Tạ Doãn sẽ đồng hành cùng nhau viết nên giai thoại đẹp ở Việt Nam. Chúng ta hãy cùng gặp lại Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh vào lúc 19 giờ trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay nhé. Video của mình kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.